Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Quá chán luôn. Dịch này nó hại ghê. Không biết là chừng nào mà khách đông lại đây. Khách du lịch không dám đi. Thì sao? Gì vậy? Vừa lòng ông, đó mua cho ông vừa lòng đó. Trời đất ơi, thiệt, tôi nói thiệt không biết. Ông mà nghe lời ai suối biểu gì đó. Mấy tháng nay ha, đòi làm du lịch tại gia ha, sinh thái đồ ha, giường tựa không làm bỏ ra, cỏ cao ngút đầu luôn. Trời đất ơi, không hiểu sao, thiệt tình là mình làm nông mà làm ruộng thì cứ làm nông làm ruộng đi. Bày đàn ta theo ta làm chi, hả? Bởi đài vậy, tôi không hà. Đài cái gì? Bởi vậy bà không hiểu ý tôi làm cái này là làm cho bà. Sao làm cho tôi? Không lẽ quanh năm suốt tháng suốt đời bà làm ruộng làm giường thôi sao? Tôi muốn bà đổi đời, tôi muốn bà làm chủ với người ta. Bà không có hiểu đâu. Bà biết tại sao mà tôi phải mở cái khu vực du lịch sinh thái. Du lịch tại gia. Bà hiểu tại sao không? Sao? Là vì tôi muốn bà làm chủ. Bà không hiểu cái điều này. Lời dữ lắm. Một vốn 40 lời. Ông nói sao ông? Ông nói tôi nghe tôi mê quá. Một vốn 40 lời. Mê quá trời ơi. Bây giờ lời đâu không có thấy. Mà thấy trong cái tháng này là tôi thâm thủng mấy chục triệu rồi. Đủ thứ tiền á. Tiền giấy phép, tiền mua đồ, mua đạc. Trời đất ơi. Bực bội quá. Đây nè. Đó, chưa gì cái tiền này tốn hết bao nhiêu tiền rồi. Cả triệu bà. Tôi hỏi bà trong cái việc làm ăn nào mà không bỏ vốn đầu tư nè. Muốn làm nên chuyện, muốn làm lên thì phải bỏ vốn đầu tư chứ. Ai không biết vậy, nhưng mà hồi nào mình có quen ba cái này hay không? Hả? Đây nè. Vừa làm ông chưa? Nè. Đó, mua cho ông nè, vừa làm. Con nào cũng nói mập ú vậy đó, mập như tôi vậy đó. Vừa làm ông chưa? Ếch nhái ảnh đường. Cái gì ông cũng biểu mua hết trơn đó. Rồi cái gì đó, dế. Trời, dế mà cũng biểu mua thì thiệt tình. Nói dế cơm. Trời ơi. Để tôi mua dế chuột nhũi cho ông ăn. Nhằn hoài. Thiệt. Tối ngày cứ đài tôi không hả? Bà nhằn đó rồi mà tôi làm ăn không đông nổi. Ngóc đầu lên cũng không được. Muốn thay đổi cuộc đời cũng không được nữa. Thôi mệt quá, tôi nói chuyện với ông nữa. Thôi. Tôi chưa nói hết rồi mà bữa nay sao bà kỳ vậy? Kỳ gì? Giờ bà đi đâu? Trời ơi, tôi đi ra ngoài vườn ha. Tôi phát quang bụi rậm ha. Cỏ mọc cao quá rồi. Trời ơi, tôi phải làm cho nó sạch sẽ. Mấy tháng nay ông đâu có ngó ngà gì tới ruộng rẫy đâu. Đó, cỏ nó quá trời cao rồi. Nghe chưa? Cái gì? Tôi cấm bà nha. Cấm cái gì? Cấm bà đụng tới cái một lá cây, một cái cành cây, một ngọn cỏ của tôi thôi ha. Là không được đâu. Bà cứ để tùm tự nhiên cho tôi. Vậy mới giống sinh thái hả? Chứ sao? Trời đất ơi. Nó tùm lum tà la mà giống cái gì. Giờ nó dơ muốn chết rồi. Dơ cái gì? Bà đem mấy con ẩn ương, mấy con nhái, mấy con ếch này thả vô lu ha, hoặc là mấy cái ao phía sau á cho nó bò tự nhiên, nó bơi tự nhiên. Chưa hết nữa, mai mốt bà mua rắn nữa nha. Mua rắn về thả dưới cho tôi nha. Mà chưa hết nữa, trời ơi, cả rít, con rít luôn. Rít á, đi bắt đi hen. Không ai bán đâu hen. Đi mua đã cho tốn một mớ tiền rồi biểu thả ra cho nó bò tràn động vô cắn vợ con ông hay chi. Khổ ghê luôn vậy. Trời ơi, chưa hết đâu ông á, ông kỳ cục lắm. Sao vậy? Ông biểu tôi là phải đi mua khăn rồi ha. Phải khăn cho sang trọng rồi ha. Đó. Bởi vì bây giờ bà mới nhớ phải không? Bà lau mấy cái bếp nha, mấy cái tủ rồi cho sạch sẽ nha. Nếu bà mua khăn bà phải khăn xịn nha. Chứ tôi thấy cái khăn của mình á là nó đổi màu rồi đó. Đó, cái gì cũng bỏ tiền ra mua. Mua về cái đâu có khách một người nào đâu. Toàn là ông tiếp đãi mấy ông bạn nhậu của ông không à. Đó, đại làm cái sự du lịch sinh thái. Tôi không thấy tôi khỏe mà toàn là tôi cần, tôi còn oxy nữa. Kéo mấy người đó về đây, tốn tiền không à. Trời ơi, bạn bè ông á, tôi nói thiệt cái ông già đầu mà ông dại hết. Trời ơi, nó tưng bóc ông cái là mồi bao nhiêu cũng đem ra cho chiến hữu. Còn nó đem qua có chuyện xị rượu à. Ai lời. Bởi vậy, đúng rồi, đàn bà không có hiểu gì hết á. Ủa, bà tưởng là tôi nhậu khơ khơi à. Trời ơi,
nơi đó là tôi nhậu tiếp thị. Tiếp thị gì? Tiếp thị với đối tác của tôi. Đó, nhờ những cái cuộc nhậu đó đó, mấy đối tác của tôi, mấy bạn bè của tôi đó mới giới thiệu cái khu sinh thái của mình cho những người thân của, hoặc là người khách ở đâu đó người ta muốn đi sinh thái, đi du lịch thì người ta biết ở chỗ này. Khơi khơi à. Thôi mệt quá, nói chuyện với ông giống như là nói cái đầu gối sướng hơn. Lúc nào cũng vậy á. Thấy bà thay đổi nhiều lắm à nghe. Thay đổi cái gì? Tôi nói thiệt với ông á nghe. Tôi thấy ông á là thay đổi đó. Ông biết ông học theo ai đó. Tối gì đi vợ không à. Đó, bây giờ tối ngày ngồi đây ngồi uống trà, chỉ tay đam ngó múa này múa kia, không tiền bỏ ra một cắc, mà còn bắt tôi làm này làm cái nọ. Trời ơi, đó, bây giờ đó mua cho đã giờ biểu, thả, thả, mua rắn rồi ha, mua rít gì, tôi thả vào giường ông á. Vừa lòng không chưa? Ngằn hoài vậy? Trời ơi. Vậy tôi hỏi bà là cưới vợ để làm cái gì? Nhưng mà chồng chứ phải cha. Bà này, vậy mà làm ăn cái gì không biết nữa. Gia đình không êm mắm làm ăn cái gì. Ủa sao vô không cho hay vậy? Khu du lịch sinh thái em ơi, xin kính chào quý khách. Thôi ngồi đi. Dạ. Bà dẻ quá. Chú hai, bữa nay là coi như là mình ế phải không? Mày trù tao hả? Không có phải trù. Sao mày nói ế? Dạ, ý con nói á. Tao làm ăn mà nói ế là gì? Dạ không phải. Ý con là có bữa nay là mình nhất cử lưỡi tiện. Nhất là coi như là bữa nay thấy cái màu ui này không có khách rồi đó. Mà thứ nhì đó là con mới ăn độ. Ê, sáng điều chiều chuối mới ăn cây. Ngon lắm nha. Mới ăn cây. Bây giờ với cái cơ hội mà con mới ăn đó, với lại quán mình chưa có khách á, bây giờ chú cháu mình làm một cái tiệc cho nhỏ. Con bỏ rượu, chú bỏ mồi, hai chú cháu mình vừa đối ẩm mình vừa bàn cái chuyện mình ăn đi. Vậy hả? Dạ. Thôi 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 thôi. Mày nói cái mày nói bàn chuyện làm ăn với tao, tao nổ ốc hết trơn đó nè. Dạ sao nổ ốc? Hùng vốn với tao hả? Dạ. Mày biết có nghề ngỗng gì đâu mà hùng vốn với tao. Về mày lo giường ruộng của má mày kìa. Bà nhằn mày dữ lắm đó. Suốt ngày mày chỉ ôm mấy con gà thôi hả? Chú hai bên phe con mà nghe lời má con chi? Thời buổi này mà mần ruộng mình phải ngóc đầu lên chứ. Phải không? Là bây sao? Giờ cái chuyện má con để con bên này. Ờ. Trong cái khu du lịch chú hai á, chú hai chỉ thấy cái nhỏ mà không thấy cái lớn. Lớn chỗ nào? Nghe con phân tách cái lớn. Trước tiên hả chú, cái vườn sinh thái nguyên sơ của chú hai nó khác ở chỗ người ta, chỗ này là nó nguyên sinh. Đúng. Nó hoang sơ. Đúng. Nó rừng rú. Quá chính xác luôn. Còn ở đây mà con nổi da gà mừng. Đó, nó ăn là ăn chỗ đó đó. Đang đi bị phiệp nhào ra xíu. Thấy ghê lắm. Nó thiên nhiên rồi phải không? Khách tới đây, ngoài cái sự hồi hộp đó ra, còn coi đá gà. Mà đá gà là gì? Là môn truyền thống dân gian từ hồi xưa. Mà sinh thái là gì? Chúng ta đưa con người trở lại nguyên thủy ngày xưa. Thấy thấy chứ? Tao không ngờ cái đầu của mày nghe. Dạ, đá gà đừng ăn tiền thôi. Trời ơi, có lý đó. Có lý không? Có lý. Rồi, vậy bây giờ mình làm mồi đi cái là mình... Được rồi, được rồi. Dạ, được dạ, rồi. Dạ. Mày bia hả? Dạ. Mồi là tao hả? Dạ. Hay là con gà này? Ê, cái gì vậy trời? Chú hai bậy à. Chú nghĩ sao vậy? Người ta mới ăn một cây. Con ba gà, con ăn thịt gà nghĩa là gì? Ăn thịt đồng loại vậy? Dám. Bây giờ con bỏ bia. Chú hai kêu thiếp mặn gì có gì mặn đó. Rồi. Rồi. Bà ơi. Vậy? Bà coi gà hay vịt gì đó bắt con làm cái món nhậu cho tôi coi. Có gì đâu mà làm. Có con vịt à, để đẻ trứng có đòi làm nữa hả? Còn tưởng con là con khách khứa đối tác hả? Thằng ba gà chứ ai? Nó khôn quá ha. Nó kêu ông đưa mồi phải không? Trời ơi, tôi biết hết rồi. Chú hai, chú hai. Trời, số đó khiến không cho thím hai làm vợ con. Trời ơi, bả mà vợ con quánh ngày tám chắc. Mày dám quánh tao không? Mày quánh đấy nè. Ủa, mấy ngày hả? Ủa, không có, con đấm lưng ngày tám chắc. Mẹ đáng yêu. Ơi. Bả nghe hả? Sao không nghe? Thôi, tự nhiên nó nói là con lỡ lời nhau. Không phải. Ý trời trời. Chú hai. Dạ. Alo, anh hả? Hi. Honey. Trời ơi, Honey nhớ em rụng rời tới chân luôn á. Trời ơi, tao nổ ốc hết trơn nè. Ở miền quê mà, nắng sớm mưa chiều. Trời. Lúc nào cũng vậy, anh nhớ em như đứt từng đoạn ruột vậy á. Chừng nào đôi mình mới gặp lại nhau. Em về tới quê anh rồi nè. Hả? Em về tới quê anh rồi nè. Cái gì? Em xuống tới đây luôn hả? Thì bây giờ cho em vô nhà gặp anh đi. Không có được đâu, không có được đâu. Ủa giờ chứ làm sao? Em về tới đây rồi nè. Đứng yên cho đó đi, cho đó anh biết rồi. Anh nghe liền. Ok.
Vậy ra lẹ đi, em đứng đây em đợi á. Cái gì vậy? Chết con rồi. Cái gì chết? Quan gia. Cái gì quan gia? Thành phố xuống. Ủa sao thành phố xuống rồi quan gia là sao? Là quan gia chứ sao? Con là... chạy về đây rồi mà về theo. Là con bồ mày đó hả? Dạ. Vậy mà quan gia sao? Trời ơi. Cái gì? Bồ xuống phải không? Dạ. Đưa vô cái chỗ này, đưa vô cái sinh thái của tao để tao kiếm tiền cái mở hàng coi. Dạ không phải. Đâu về gặp ba má con. Biết tính ba má con rồi về chặt cái đầu chứ nghĩ sao nữa. Trời. Mày thôi bây giờ con phải đi ngoài liền. Rồi về khắp đặt khắp số biết là chết liền luôn đó. Con rồi, đi nha. Rồi vụ thùng bia với vậy thì sao? Thôi xuống luôn đi. Nói chơi thôi, từ từ tính đi. Hằng về, vui quá. Trời ơi, tự nhiên nay vui quá mà. Ê, công nhận là nhất bằng hữu đáo phương lai của bạn xa ghé thăm rồi trong lòng thấy vui. Nhưng mà cảm thấy nó sai sai với cái câu ông bà dạy hồi xưa là đỏ tình thì đen bạc. Là mình mới ăn cái gà thì mình làm gì mình có tình yêu này người ta. Mà tự nhiên mình vừa ăn gà mà tình yêu thành phố về nữa. Ok, có khi nào á là thời thế đổi thay, có khi nào con người mình thời tới cản nổi không? Sẵn sàng, thời tới mình sẵn sàng đón thời. Ý, không được, quên nữa. Má mình á là không có chịu vô thành phố mà tự nhiên mới xuống đây. Má mình biết là mình ăn ở với con người ta vậy là má mình ý, trời ơi. Bên Tình, bên Hiếu mình chọn bên nào ta? Nếu mà chọn bên Tình thì bên Hiếu. Rồi xong, tuyệt tự luôn, bất hiếu luôn. Mà nếu mà chọn bên Hiếu á thì trời ơi, ổn à. Dễ gì cưới được vợ cao như cái che miễu này được. Cưới hốt đồ bà này về hả? Tết nhất hả? Đi bẻ dừa, đi quét vô cho nhà người ta cũng kiếm bộn tiền à. Nhưng bây giờ sao bên Tình Hiếu bên nào nặng ta? Tình Hiếu. Ê, xin lỗi. Trời, bên Tình hối nữa hả? Sao ta? Bây giờ sao ta? Bên Tình, bên Hiếu. Thôi kể đi. Bây giờ tới hai tới đó thì cùi đâu có sao lỡ. Coi sao? Biết liền. Anh ơi, sao để anh ta đợi lâu quá vậy? Thiết Lan, nói nhỏ nhỏ. Anh dạ. Hỏi nè. Dạ. Sao em quyết định lặn lội xuống đây tìm anh mà không cho anh hay trước một tiếng được sao? Em nhớ anh mà. Với lại á, em là bạn gái của anh, bây giờ em qua nhà bạn trai em cũng phải xin phép nữa hả? Không phải là xin phép, chỉ là cho người ở dưới đây hai thôi. Mà em chưa có về nhà được đâu. Sao vậy? Em hỏi câu đó là bởi vì em không có hiểu cái bụng của má anh nên em hỏi như vậy. Má anh đó là người miền quê, sống cổ hủ, là chỉ thích người miền quê thôi, không có thích người thành thị. Má anh muốn con dâu ha, là ruộng vườn nè, nữ công gia chánh này, bếp núc này, theo má đi mà ruộng. Chứ không như vậy được đâu, về là chết luôn á. Ủa, em với anh á là sống với nhau như vợ chồng ở trên thành phố rồi. Bây giờ anh về anh nói vậy là anh muốn quẹt mỏ hả? Em làm như gài quẹt mỏ. Đâu. Tôi không có nói bạn ha, bạn không có quẹt mỏ. Con gà nó ăn nó quẹt là nó lịch sự, nó trùi miên, chứ quẹt mỏ cái từ đó là cái người phản phúc. Anh đâu vô phản phúc mà. Anh đang tìm cách để cho em về đây mà. Ủa anh tìm cách? Vậy anh lựa lời nói với mẹ anh chưa? Trời ơi, lựa lời gì mà 3 tháng chờ rồi em đợi quá lâu luôn á. Tôi vẫn chưa chịu nói gì cho mẹ anh biết đi. Thì ba em đợi mà không biết đâu á. Giờ anh không dẫn em về gặp má anh đúng không? Em sống ở đây rồi, em chết đây luôn cho anh coi, không chịu đâu. Dưới này chết thành cổng chết trôi á, sông dưới này nhiều lắm á. Nè, nhìn cho kỹ vô. Thôi mệt quá, thời buổi này dịch tràn lan. Em đã xuống tới đây là biết em có thẻ xanh Covid rồi. Được hai mũi chứ gì, phe chứ gì. Chưa mà chưa đâu nha, mỗi xã mỗi khác nha. Cái xã của anh nó đang rất là căng. Mặc dù em có BC Covid, nhưng mà em xuống đây em vẫn bị cách ly 21 ngày. Trong 21 ngày đó, tích đi tích lại, em dương tính một cái. Nhốt 21 tháng. Wow, kiến thức ạch rộng quá trời luôn á. Tưởng chưa? Khùng mà. Không biết cái đó mới khùng. Mình phải là người dân, mình mới hiểu biết cái dịch tễ để mình né phòng tránh, hiểu chưa? Alo, tôi đâu có đi, đang có nói về vấn đề đó đâu. Vấn đề khác. Gì khác gì? Không phải 21 tháng. Chứ gì? 9 tháng 10 ngày là ra rồi. Chứ đi là... Cái gì? 9 tháng 10 ngày sao nó giống ầu ơ với dầu. 9 tháng cu mang với muôn ngày lẻ. Cái yes. Gì? Cái gì? Là cái gì? Đúng rồi đó. Tôi có con với anh được 3 tháng rồi. Đâu anh coi?
Trời nó sinh đôi sinh ba hay gì mà nó trái lạ bao đứa tổng trời. Bộ tiêu anh tính gì? Cái gì? Có bầu với tôi hả? Ủa? Ủa alo? Lẩm nhẩm gì đó? Tính ngày hả? Thì anh đi ngược thời gian coi cái đoạn hai chúng ta gặp nhau là bao lâu. Mà con mấy tháng. Dạ. Ê anh nói là tôi có bầu với người khác không phải anh đó hả? Anh quá đáng lắm luôn á. Không phải vậy mà anh tính là đám giỗ năm sau ngày nào nó đẹp đó mà. Đám giỗ năm sau ngày nào nó đẹp. Vậy bây giờ anh cứ đưa tôi về gặp mẹ anh không? Tôi đứng đây hoài luôn, tôi ở đây hoài luôn, làm má ở đây luôn. Sao ở dưới này được? Xứ này không phải là xứ em. Xứ này là xứ nhà, không phải như trên trển. Cái chuyện gì dưới này nó nổ tung ra nó. Cái vườn sinh thái nguyên sơ của chú hai nó khác ở chỗ người ta chỗ này. Là nó nguyên sinh. Đúng. Nó hoang sơ. Đúng. Nó rừng rú. Quá chính xác luôn. Nó ăn là ăn thù đó đó. Chứ... À, Cái gì? Bộ xuống phải không? Dạ. Đưa vô cái chỗ này. Đưa vô cái sinh thái của tao. Để tao kiếm tiền cái mở hàng thôi. Cái gì vậy? Phải. Em sẽ ở lại đây. Hả? Em ở lại đây hả? Phải. Em sẽ ở lại đây. Vì em là một thượng khách, em sẽ được đối đãi như một thượng đế. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Vô đi em. Vô đây. Chú. Bạn con, bạn con. À, chào mời chú ngồi, em, chào chú ngồi. Đi. Chào chú. À, dạ. Mời ngồi. Chú. Hả? Trời, bạn gái con, chú nhìn hoài vậy? À đây nè, đầu tiên là bạn gái con sẽ ở đây. Và con sẽ quan sát cái thái độ phục vụ cung kính của chú thím với quý khách ra làm sao nha. Bạn gái của con. Dạ. Sao con không dẫn về nhà ra mắt má con với cho đỡ tốn tiền chứ ở đây rồi hao tốn rồi sao? Chú biết cái tính má con quá rồi, làm sao con dám dẫn cô gái thành thị vô bên nhà má con được, má con đâu có chịu, đúng không em? Chú ơi, điều đầu tiên á, khi mà muốn khách hàng hài lòng á, chú không nên xen vào chuyện riêng tư của khách hàng chú nha. Có lý à. Đây cũng là một bài học đó, góp ý kiến đây. Tôi rất trân trọng cái ý kiến này. Dạ. Chú lắng nghe quý khách về là rất tốt. Thứ nhì là chú phải lấy một nửa tiền thôi. Rồi sao hả? Chứ còn gì nữa? Trước tiên là công lao con dẫn khách. Thứ nhì là con đâu ở đây thường xuyên đâu, con chạy đi chạy lại quá, má con bệnh, có thể tối con ngủ bên ngoài nhiều hơn bên đây. Vậy thì chú lấy phân nửa là đúng rồi. Mần ăn kinh tế mà không tính toán gì hết trơn sao lời trời. Đúng rồi, mày quá tính, mà tính hơn tao rất là nhiều. Dạ. Có nghĩa là một mình cô ấy ở đây. Dạ. Mày đi tới đi lui là coi như phần mày không có lấy tiền. Dạ. Thôi nói vậy chứ cũng là con cháu. Dạ. Đang với hơn nữa là bạn nhậu của chú. Cho nên chú chiều. Ok. Rồi, dạ. Uống nước đi em. À, nếu mà vậy rồi chú cất giỏ vô trong phòng giùm con nha, con cảm ơn. Ủa? Thì bây giờ con là khách của chú mà, thì chú phải phục vụ cho con chứ. Vậy con mới vui, con mới quay lại. Đúng rồi chú ơi, đây thượng đế rồi. Đây thượng đế rồi, thôi chịu khó đi. Dạ, dạ, dạ. Rồi rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi rồi, thượng đế. Ôi, mà bây giờ con bị muốn uống nước suối á chú. Tự nhiên giờ uống trà có chịu à. Cô thông cảm cho. Vì ở đây không có nước suối. Cho có nước trà, còn không muốn uống nước trà thì uống nước giếng đó. Không được. Thượng đế dòm nữa kìa. Gan kiếm đi. Uống nước giếng bị đau bụng á chú, không chịu đâu, con muốn uống nước suối cơ, bụng con yếu lắm. Thì... Vậy ha, gan kiếm này, thượng đế mà, khổ quá nha, đi. À chú ơi, quên nữa, bây giờ là con muốn đi tắm, con đi đường xa từ sáng đến giờ, chú nấu nước nóng cho con luôn nha. Nước nóng? Dạ. Ôi trời, hết nước suối giờ tới nước nóng. Trời ơi, mới có một người thôi mà đã là như vậy rồi. Nếu có 10 người chắc chết quá. Chú Hai,
đầu xuôi đuôi lọt, gán đi gán chiều đi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mời cô. Dạ. Lại trời, buồn ngủ gặp chú Manh. Cũng may có chỗ khu du lịch trai mình bày ra vừa mới mở, để có chỗ để cô ấy ở, nếu không thì chết rồi. Chú Hai ơi, cái vụ thùng bia với con vịt tiết canh vẫn giữ nguyên, coi như mình mừng vị khách đầu tiên khai trương 20 du lịch quán vậy chú. Phòng gì bớt nhái tùm lum vậy trời. Cái gì em, cái gì đó chú Hai. Vô mà. Dạ. Nhiều chú. Ở cái sinh thái mà dạ. Uống rượu mà thấy nó không có cái gì đó ha, không có đờn ca hay gì đó, tao thấy làm cho nó thiếu thiếu cái gì rồi. Dạ. Với lại mấy khi con mới ngồi bên đây nhậu đêm mà nay tinh thần con sảng khoái quá. Thôi để con thử cho ha. Dạ. Mày muốn ca cho bạn mày nghe phải không? Dạ. Cho mày ca tao nghe thử. Tao chấm mới được. Dạ. Nếu em là Trác Văn Quân thì anh sẽ biến thành chàng tư mà. Tao nghe cũng được á, nhưng mà nó buồn quá à. Thôi mày mày ca nhạc kích động hay gì đi cho nó sôm sôm chút, nhiều khi có khách trẻ đó, ví dụ như là bạn của ba của mày à, thích nhạc kích động đó, mà thử nhạc kích động tao nghe thử nhạc kích động hả? Nhạc sôi động á. Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không, tình cho đi như từ lúc quen sơ chưa thù. À rồi, con xuống thuộc nhiều lắm nè, chung tình và tiền đấy ha, có lúc có lúc không. Vô. Con cũng không ngờ là hôm nay bạn gái con từ chảnh xuống đây chung là vô. Thôi. Cô chú mày mốt quá mà dọn phòng cho khách á, dọn cho kỹ đi. Đừng để ít nhái chổng lùm la vô không chết rồi. Thôi là con bị gì nha. Con mà bị cái gì á, con kêu cô chú bắt đầu gán chịu á. Đó, ông nghe rõ chưa? Đó, bỉa tôi thả ra. Mai à, cắn ta chết người bán nhà đời cũng nổi nữa. Đúng rồi đó. Xoài mà không có ngọt gì hết trơn á, xoài nhà cô không có ngọt nha. Con mốt cô kiếm trái này chín chín xíu á. Á da, đau. Làm nhẹ nhẹ thôi, mắt sai kỳ cục trời. Trời ơi, hồi nào giờ tôi không biết mắt xa mắt gần gì đâu. Trời đất ơi, tôi phục vụ cô giống như là con ở vậy đó. Trời ơi, sao cô nói vậy được. Bây giờ á, trong khu du lịch đó là người ta có dịch vụ đàng hoàng. Cô phải mát xa cho khách. Trước khi ngủ á, người ta phải mát xa để người ta dễ ngủ, cô hiểu không? Khi mà người ta thoải mái, người ta mới quay lại khu du lịch của cô. Tôi không biết cái gì đâu, trời ơi, khổ quen. Rồi đó, tôi massage cái đầu xong là một chút nữa tôi xuống tôi nấu cơm nấu nước rồi heo gà còn chưa cho ai cho ăn đó. Vậy? Đâu được. Tôi tự nhiên cô xuống sớm vậy. Chứ sao? Cái này là mới mở đầu thôi, bây giờ á xong á là cô phải làm nail cho con nữa, cô phải vũa móng cho con. Trời đất ơi, tôi có biết làm cái này đâu. Có kèm có gì đâu mà vũa. Trời ơi, ông thấy chưa? Trời ơi kìa, hầu bắt tôi hầu dữ gì kìa. Trời ơi, tự nhiên cái cô dằn vặt, cô khó chịu à. Trong khi đó cái này là nằm trong gói dịch vụ của khu sinh thái của cô đàng quảng bộ, phải là con ép uổng gì đâu à. Ê, dạ, tao thấy con bồ của mày á, đài đọa vợ tao á, tao tưởng nó bà nội á. À, thôi chú Hai, xin lỗi thím Hai. Mình là làm du lịch là phải như vậy á. Cho nên người ta mới nói là khách hàng là thượng đế là vậy đó. Ngoài cái việc khách hàng tới đây á, về cái thiên nhiên sinh thái ra, thì cô chú phục vụ khách như là con người phục vụ thượng đế vậy đó. Nhưng mà nó hơi quá đáng. Vì người ta mới gọi là thượng đế được chứ. Chú mới lấy lòng được khách, khách mới vui lòng. Khách mới chia tiền ra thì mới gọi là duy trì được cái mô hình này. Rồi. Dạ. Tao nghe cái lời giải thích của bà tao thấy dạ. Cũng có lý. Dạ. Nhưng mà phải tính thêm chi phí nha. Dạ chú yên tâm. Bây giờ công việc mình lo trước đi. Là khách hàng vừa ý rồi, khách hàng cho thêm mà còn bo nữa cơ. Rồi tao khoác cái chữ bo đó. Dạ. Thôi ráng chịu phải không? Dạ, bây giờ khăn lạnh coi, khăn lạnh. Hả? Khăn lạnh. Khăn lạnh chi? Đang lo có khách. Thượng đế kêu mà trời còn hỏi nữa trời. Thượng đế chưa chịu mà. Đấy nè, khăn lạnh đi, chịu liền à. Chịu không thượng đế? Khăn lạnh phải không? Chịu. Đó. Tốt lắm. Nè đi. Chịu. Ừ. Chú. Ủa, cô chú.
Cô chú ở đây mình có phương tiện để con di chuyển con đi chơi không? Có xe không? Đâu có đâu. Mới làm đâu có biết gì đâu, đâu có xe cộ gì đâu. Một thiếu sót lớn. Hân ơi, giờ ở đây chán quá mà còn không có xe đi chơi nữa. Hân thì chở em đi chơi đi. Hân này, nghĩ sao mà đề nghị anh lấy xe chở em vòng vòng xuống này vậy chàng? Xứ này là bà con của bác anh không đó. Thấy anh chở cây sào chạy trên xe đạp lên văng xong bây giờ. Anh nói anh chơi em hả? Nói là trong thời gian em ở đây là cái chiếc xe của anh trước kìa. Là chân đi của em muốn đi đâu thì đi. Anh về bên tía má lộ qua lộ lại sát bên đây hả? Không có ăn thua đâu. À, dạ vậy ý anh nói là bây giờ em tự lấy xe em thích đi đâu em đi đúng không? Đúng rồi. Cái này là anh nói nhà em không bắt ép gì hết trơn á. Ê dạ. Tôi thấy bạn gái của mày giống bà nội mày quá vậy. Sao kệ đi chú. Người thành thị á, người ta nói như vậy đó. Mình miền quê mình nghe không quen. Mà thôi mày để ý chứ. Bây giờ mình tập trung chuyên môn của đi. Mình tập trung chuyên môn mình phục vụ khách mình thượng đế là ok đi. Thượng đế đồng ý là mình lụm tiền. Vô chú, vô. Nhìn nhận nha. Mở khu sinh thái này nè, kiếm tiền là chua thiệt á. Nhưng mà theo sự tính toán á thì vẫn có dư, vẫn có lời. Một người là mình chịu không nổi rồi. Mà bây giờ nếu cỡ 10 người thì phải làm sao ta? Chắc phải thuê người tiếp mình thôi. Ôi trời ơi. Ôi trời. Mà thuê người tiếp như vậy á thì tính toán là vẫn có lời thì cũng ok thôi. Trời ơi, thiệt cái tôi nói ông nghe, ông tính sao ông tính đó nghe. Tôi chịu không có nổi rồi đó nghe. Trời ơi, tôi là chủ nhà mà làm như tôi là người ở đó, nó đài tôi đủ thứ. Phải quạt cái nó ngủ nó mới chịu ngủ. Trời ơi, tôi mệt, tôi rêm cười quá ông ơi. Ráng đi, muốn có tiền thì ráng đi. Tôi biết và tôi biết bà mệt mà. Ơi, thiệt tình luôn á. Nè, nó nói ngày mai đó nghe. Là nó đòi ăn bò nhúng giấm gì đó, bò tái chanh gì đó. Mà tôi nói mua bò ở đây, nó không chịu. Nó đòi bò Mỹ, bò Úc gì đó. Giờ ông có tiền, ông đưa đây cho tôi đi. Ngày mai tôi đi chợ. Tiền đâu tôi hết rồi. Bà nói với thằng ba gà đó, nó ứng trước đi rồi mình trừ sau. Trời ơi, ba gà có ở đây đâu kiểu nó ứng. Ủa nó đâu? Tối nó đi về luôn rồi, tôi đuổi nó về. Ủa sao bà đuổi người ta? Ông nghĩ sao vậy? Trai đừng gái chiếc, tự nhiên đòi ngủ trong nhà mình. Nhà mình nhà làm ăn mà, xui xẻo làm sao? Hả? Mà tôi nói cho nghe, con nhỏ này nghe, dân thành phố ha, mà tôi tưởng là nó dễ dãi, nhưng mà nó cứng rắn lắm nghe. Tôi chịu đó. Thằng ba gà đòi ở lại nó bỉ thằng này phải đi về không cho ngủ đó. Đó. Được ghê luôn á. Bà biết không? Đừng bao giờ đánh giá cái bề ngoài của người ta. Ừ. Là sai. Biết rồi. Rồi bây giờ tiền đâu đi chợ đây? Ừ. Không bây giờ về nha. Sao? Bà lên mượn tiền của cổ trước đi. Ứng trước cho mình. Rồi mình trừ lại. Vậy thôi. Kỳ không? Kỳ cái gì? Thì thấy vậy thôi. Chứ bây giờ tôi hết tiền rồi. Thì vô nó, tôi vô cho nó hỏi rồi nha. Hỏi nó là cho mượn tiền ha. Ừ. Ứng trước đi ha. Ừ. Ừ. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Cái gì vậy? Ăn trộm. Hả? Ăn trộm. Cái gì ăn trộm? Không ơi, ăn trộm không ơi. Không ơi, ăn trộm không ơi. Trời ơi, tôi vô trộm nghe cái cửa tủ mình mở tan quát à. Cái gì? Tiền vàng mình đã mất hết trơn hết rồi rồi. Có phải mà coi kỹ chưa? Là con ngon nhỏ bồ của thằng ba gà đã mất tiêu rồi. Ông xe ra tôi đi vô tôi coi lại coi. Trời đất ơi. Ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao bây giờ? Ai ông ơi. Cái gì? Nghiếp không có cái tủ trống lóc à. Nó để lại miếng giấy nè ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy cô chú Hai? Mất rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Mới hừng đông sáng hai quà hát bội hay gì vậy? Cái nhà mình bây giờ là khu du lịch, không phải là cá nhân mình nữa. Nên nhớ trong phòng đang có thượng đế ở trỏng. La ôm sùng phiền lắm phải không? Thượng đế hả? Con qua đây chở thượng đế đi ngắm bình minh lên ở Trà Nổi để vô hung thượng đế cái. Mày đi vô hung thượng đế hả? Dạ. Mày cái gì thế Hai? Mày đem thượng đế qua đây đi lấy hết vàng bạc của tao nó đi rồi. Hôn cái đầu mẹ á. Tôi đi rồi. Đi đâu? Đi. Đây nè. Nó để lại tờ giấy nè, mày đọc đi, nó viết cái gì đâu vậy? Tôi cảnh cáo anh, háo sắc mê gái đèo vòng. Anh đâu nghĩ rằng tôi ngu à, có bầu với anh sao? Tôi chỉ mượn tạm chiếc xe của anh và một số nữ trang của cô chú ở khu du lịch. Đừng tìm tôi nữa, không bao giờ tìm được tôi đâu. Trời ơi, trời đất ơi.
tiền bạc của cải của tôi, gia tài của tôi mà nó nói làm lộ phí với chút xíu á. Trời đất ơi, bình tĩnh lại bà. Bình tĩnh, cái mọi chuyện là xảy ra là do ông hết trơn á. Bà nói... quen nó ở đâu? Trời ơi, con quen nó trong quán cà phê á. Trời ơi, trời ơi, mày là bà cái thằng mày đừng có đánh con. Con cũng đau khổ lắm, cô chú mất rồi con cũng đâu có bình yên đâu. Tại vì mày đem nó qua đây cho tao mới mất đồ mất nạn. Đi ra khỏi nhà tôi không muốn thấy mấy mặt mấy người nữa. Đi, tôi hối hận lắm rồi. Hối hận hả? Hối hận hả? Đi chưa? Trời ơi, bài Đạt làm ruộng thì làm ruộng đi. Ôi, bài Đạt du lịch trên tay, du lịch tại gia. Trời ơi, dòng nhà tôi mất hết rồi. Đâu có trời mà để cho nó lấy dễ dàng vậy. Mình phải lên báo công an xã. Phải báo công an xã, không để chuyện này như vậy được. Báo công an xã. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Rồi nè chị, tới rồi nè chị. Sao quên được anh ơi. Dạ, con chào dì. À, chào cô. Mời cô ngồi. Dạ. Đi đường nóng nắng ha cô ha. Dạ nóng quá. À, uống gì không? Để tôi kêu nhỏ nó làm cho. À, dì cho con xin ly nước cam. Bán cho không có cho. Dạ, con. Thấy xin thấy sợ. Dạ. À, Hạnh, làm cho chị ly nước cam đặc biệt. Dạ, có liền. Tôi nhìn cô như không phải dân đây ha. Dì hay quá à. Sao dì nhìn dì biết vậy? Biết chứ, đây đâu có ai sách này. Dạ. Với lại nhìn đẹp vậy chắc ở trên xì phố hả? Dạ, con ở trên thành phố con mới xuống. À, dạ. Ủa mà xuống đây làm chi? Du lịch hả? Ở đây không có gì để du lịch luôn á. Dạ không, con xuống con tìm người quen á dì. Chú chào, từ thành phố mà xuống đây tìm người quen. Dạ. Ở trong mắt này hầu như là tôi biết hết. Muốn tìm ai nói tôi chỉ cho. Trời ơi, vậy mừng quá à. Dì, nếu mà vậy á, dì có biết ai tên Thành không dì? Thành hả? Dạ. Ở cái ấp này quá trời người tên Thành luôn. Làm đủ mọi ngành nghề nè. Dạ. Thành bán cá nè. Dạ không. Thành văn dịch. Không phải là gì. Thành hớt tóc. Dạ không. Thành đi buôn dây chai. Thành cơ điện. Rồi Thành điện lạnh. Chứ Thành nào trời? Gì cái anh Thành mà hồi xưa ảnh làm giám đốc cái công ty sữa gì mà ở trên thành phố gì, gì có quen không? Thành giám đốc hả? Dạ. Ở dưới đây đa phần nông dân với làm công chuyện lao động chân tay, không làm gì có ai sang vậy ta. Ủa mà cái người cô nói á, là khoảng chạc nhiêu tuổi nè? Cái người đó hả? Là chắc là lớn hơn gì đó. Lớn hơn gì, lớn tuổi hơn gì? Lớn hơn tôi hả? Dạ. Để tôi khoanh vùng đối tượng coi. Lớn hơn tôi đâu có nhiêu người mà Thành. Mà cũng không có lớn hơn gì nhiều lắm đâu. Giám đốc. Dạ đúng rồi. Cha hai Thành. Cha hai chả làm cái gì? Sữa bò. Dạ đúng rồi. Vậy là gì có quen hả? Sữa bò Vinabo. Dạ. Nhưng mà ảnh về hưu bây giờ 3 năm rồi đó gì. Mà cô kiếm anh Thành có chuyện gì không? Dạ không. Con đâu có chuyện gì đâu. Cái người đó tôi quen nha. Gì quen hả dì? Anh Hai Thành tôi quen. Dạ. Nhưng mà cô làm sao với anh Hai Thành ha? Dạ. Không có giấu gì dì. Con là người yêu cũ của ảnh. Sao gì? Dì ơi. Hạnh. Dạ. Hạnh ơi. Dạ. Sao vậy dì? Ê dì, cái lưỡi này của con. Tôi chở đầu ông hút rồi đó, cô uống đi. Gì? Thôi. Mày vô làm ly khác cho chị. Mà thôi mày đừng đi nữa. Cái cô này là sao? Là người yêu của chú Hai Thành. Chị dạ không.
con nhỏ tuổi hơn dì nhiều lắm, dì đừng có gọi chị. Nhưng mà là người yêu của chú Anh Thành là chị, tôi kêu bằng thôi mà cô. Chị, hả? Chị sao là người yêu của chú hai được? Thì đó. Cái chuyện này nó cũng lâu lắm rồi. Mà sao vậy? Không, ý em nói là chị chú hai, chị trời ơi con lẹo luôn nè. Bây giờ chị đẹp vậy nè. Rồi chú hai lớn tuổi, già rồi. Rồi sao mà quen? Vậy là chắc là chị quen gì vậy? Là sao hả? Là sao gì? Mình nói chuyện với lại cô này mình phải khách sáo. Dạ. Con kỳ cục. Ý nó nói là cô quen anh Thành vì tiền phải không? Trời má, má mới dạy con. Không, má lớn tuổi hơn má nói được, con nhỏ nói vậy hổn. Dạ không phải đâu dì. Thật ra con yêu anh Thành là vì tình cảm thật, chứ không có phải là vì tiền bạc gì đâu dì. Dì đừng có nghĩ vậy tội con. Dì ơi, má, cái gì vậy? Đừng. Dì sao vậy dì? Má em lên huyết áp, huyết áp. Dì uống nước đi. Bình tĩnh má, uống nước. Đi vô. Lấy cái điện thoại, điện hai Thành. Rồi. Má. Trời ơi, mà chính giờ này không móc máy. Mực bội ghê luôn. Bây giờ công chuyện của ổng tôi cũng không có biết. Ổng làm thì giờ nào xong, giờ nào không xong hết. Có nhiều khi tới phía luôn nữa. Bây giờ không biết chừng nào mới xong. Dì ơi, dạ vậy thôi con không dám làm phiền gì. Con xin phép ra ngoài con đón xe, rồi con đi kiếm chỗ nghỉ. Rồi có gì ngày mai con gặp ảnh cũng được. Không! Dạ, sao vậy dì? Không, không có nghĩa là không nên như vậy. Tôi lo cho cô. Tại vì ở đây vắng vẻ nè, nắng nôi, rồi nhiều khi mưa sình lầy lội. Dạ. Mà đi ra ngoài cái lộ lộ lớn á, thì cũng có nhà trọ, nhưng mà một mình con gái ở nó nguy hiểm lắm. Dạ. Với đâu phải xa lạ gì. Người quen, người yêu cũ của anh Thành. Dạ. Nha. Thì không sao, nhà tôi có hai má con à. Dạ. Cứ ở đây nha. Dạ. Con vô sắp xếp chỗ ngủ nghỉ cho chị. Hôm nay mình không gặp được thì ngày mai mình gặp. Dạ. Thiệt tình cái chuyện đâu không. Tự nhiên chia tay mấy chục năm rồi mà bây giờ còn kiếm tôi là kiếm sao đây mấy cha. Thiệt khổ chứ. Chú hai. Ủa? Hẹn con ra đây chi vậy chú hai? Có công việc. Tao nhờ mày một chuyện coi. Chuyện gì? Mày coi giùm tao coi. Sao mà tao hồi trước á, tao có con bồ. Mà lâu lắm rồi, mấy chục năm chia tay rồi. Tự nhiên có bồ tới kiếm nha. Ghê nha. Cái này bồ cũ mày ơi. Trước khi tao cưới thím hai mày lận. Bồ cũ thì người ta tới dạng như là bạn bè, người ta lâu năm gặp lại thôi, bình thường mà. Nhưng mà kiếm tao chi đây nè. Đó, bây giờ ba ở ngoài quán bà Tư Mập á. Bà Tư Mập á nhắn tin cho tao nè. Khổ gì đó chứ. Kiếm thì ra đó gặp người ta đi. Mày nói chuyện chơi không, chuyện đâu có đơn giản gì được. Mày cũng biết dân ở cái áp này rồi, có nhiều chuyện cỡ nào. Đó, bây giờ tao mà ra ngoài đó gặp bà đó, người ta biết được một cái đó, rồi nó đồn qua tới mấy cái ấp kia luôn. Đó, rồi tao mặt mũi nào mà tao nhìn bà con ăn nói sao đây. Dạ. Rồi thằng cha ba chung nữa, thằng ba chung cái miệng thằng chả đó, mà cha biết được một cái rồi mày thấy cha đi bán rau tao ngang, lấy cái cớ này nè, bắt đầu cha trù dập tao cho mày thấy. Đúng hết chơi. Rồi chú kêu con ra chỉ để kể chuyện có bồ cũ tích kiếm gì thôi á hả? Không có, tao kêu mày ra đây á, tao nhờ mày sáng mai á, mày làm bộ mày đi ra quán bà Tư để mày gặp cái bà đó coi sao, mày hỏi tình hình đó thử coi, đặng mày nắm bắt tình hình, rồi có gì mày về đây mày báo tao, coi như mày là liên lạc đó biết không? Thôi kỳ quá chú, tự nhiên bồ cũ chú bắt con gặp, đâu phải bồ cũ con đâu. Kỳ cái gì mà kỳ, thì mày cứ làm bộ bình thường thôi, mày ra ngoài đó thôi. Trời, có gì đâu kỳ. Nhưng mà không có lý do gì để nói chuyện với người ta, người lạ không có liên quan gì sao nói chuyện với người ta được. Tao mét tía mày cái vụ ăn cắp cá nha. Tao hỡn cái là mét, hỡn cái là mét. Bây giờ vậy nè, mày ra đó, mày làm bộ á, mày là con của tao. Ở tao là tía của mày, đó. Con là con của hai luôn. Ừ. Hai là tía của con luôn. Mày kêu tao bằng tía nha, coi như con ruột vậy đó. Để mày hỏi ý bà coi thử coi sao.
nếu bà muốn cái gì đó, khó khăn hay gì đó. Rồi sao? Đưa tiền cho người ta. Đưa tiền? Nhưng mà tiền không có. Bà hiểu rồi. Ai bắt lấy tiền mày đâu. Nè. Dạ. Có vậy thôi hả chú? Thì đưa người ta nhiêu đó thôi. Không, cái này là tiền đưa cho người ta. Ừ. Rồi còn cái tiền mà công người đi đưa nữa chứ. Cái đó nữa chứ. Hiểu rồi. Thì cứ làm xong nhiệm vụ đi, về có thưởng. Dạ, có thưởng cho chú. Nè, nhớ gọi tao bằng tía nghe. Dạ tía. Ừ. Tại anh đó nên duyên mình dở dang. Em nào cần đâu quyền quý cao sang. Chào dì Tư. Tấn hả con? Dạ. Ngồi đi uống gì nói gì làm cho. Dạ thôi, cho con xin ly trà đá thôi. Gì kỳ mày, mới sáng ra cái mày đòi uống trà đá rồi xin là sao? Tại hôm nay con qua đây là có công chuyện. Công chuyện thay cho chú Hai. Công chuyện? Dạ. Thay cho ông Hai? Dạ. Công chuyện gì? Thì chú Hai nói là qua đây gặp một người con gái rồi đưa tiền cho cô ta, rồi con đâu biết gì đâu. Ngồi xuống. Dì mời con ngồi. Dạ. Ngồi. Mày nói sao? Dạ, con nãy có nói gì đâu. Là mày qua đây giờ mong Hai để gặp một cô gái. Dạ. Để làm gì hả? Dạ đưa tiền cho người ta, nói con là con ruột của chú Hai. Mày khôn lắm. Mày khôn lắm mày mới giúp cái chuyện này ha. Được. Đưa tiền. Mày ngồi chờ đi. Vậy có người con gái còn gặp không cô? Có người con gái nhưng mà ở trong nhà nha. Mày chờ chút xíu mày em đó. Cô Thúy à. Cô Thúy ơi. Dạ. Chờ gặp má. Ngồi đi. Dạ. Trời ơi, nó có ngồi không mà cũng nhắc nữa, mắc mệt luôn nha. Đây là má ghẻ của con. Đang cần tìm ba của con. Tí mày đâu? Dạ chú Hai. Ê, chú là chú của con Hạnh. Mày gần lấy con Hạnh thôi mày riết mày bị liệu hả? Dạ. Tía con đang ở nhà. Tía bay ở nhà. Dạ. Để Tư qua Tư gặp tía. Còn con ngồi đây với má của con nghe không? Tôi đi nghe cô. Ngồi với con ghẻ nghe. Dạ thưa cô. Dạ thôi. Anh cứ kêu tôi bằng chị là được rồi. Vậy hả? Vậy cho hỏi cái... chị là quen biết với lại tía tôi làm sao á? Tôi là người yêu cũ của anh. Cho hỏi cái chị quen tía tôi lúc nào á? Dạ cũng 5-7 năm trước rồi anh. 5-7 năm trước hả? Lúc đó là tía tôi còn đang ở trên làm trên công ty đúng không? Dạ lúc đó anh Thành còn làm giám đốc công ty Vinabo đó anh. Dạ. Vậy quen nhau sao chị? Gặp nhau sao chị? Không giấu gì anh, hồi đó anh Thành còn làm giám đốc công ty Vinabo đó. Còn tôi thì đi làm công việc bên ngoài thôi. Rồi cái vô tình gặp nhau, rồi nói chuyện với nhau. Không biết làm sao mà quý mến, rồi cái tụi tôi yêu nhau luôn. Mà hồi đó tụi tôi cũng tính làm đám cưới luôn rồi đó. Đám cưới luôn? Dạ. Sau đó tôi có việc phải đi về quê. Rồi ảnh cũng đi về quê luôn. Cái tụi tôi thất lạc nhau tới bây giờ luôn đó. Cũng may à. Vậy bây giờ gặp lại có việc gì không á? Tôi chỉ muốn gặp lại tri kỷ của tôi thôi. Tri kỷ? Tại vì anh Thành với tôi là một người rất là quan trọng. Ủa tri kỷ? Tôi thấy hai người tuổi tác nó đâu đồng với nhau đâu mà sao tri kỷ được. Anh không hiểu rồi. Chuyện tình yêu á, nó không quan trọng tuổi tác đâu. Quan trọng là khi ở bên cạnh anh Thành á, tôi cảm thấy rất là ấm áp, rất là hạnh phúc. Bởi vì anh lúc nào cũng quan tâm tôi, chia sẻ với tôi. Nói chung là bây giờ tôi chỉ muốn gặp lại tri kỷ của tôi thôi. Ơi,
tri kỷ gặp nhau, rắc rối to. Rắc rối là sao anh? À không, tôi nói tới tôi gặp rắc rối to. Anh đi theo tôi, đi đây. Đi cũng từ từ chứ. Ê, khoan, anh không có được đi trước tôi. Tôi phải đi trước anh, tôi phong tỏa cái cầu này. Mà đừng có xô tôi nghe, tôi yếu lắm đó. Tôi nói rồi đó nghe, lọt xuống đó một cái mất công tốn tiền kêu cận cẩu lại lắm à. Anh nói sao tôi? Chứ tôi móc lên không có nổi đâu. Dễ trời dễ Phật à. Rồi, anh qua đi. Quay. Cái gì nữa? Đừng im đây, từ từ để người ta nắm tay chứ. Trời ơi, cô buông tôi ra đi. Không. Giữa đường, giữa xá mà cô nắm tay, cô lôi, cô kéo làm như nó kéo trâu vậy. Tôi không có muốn kéo trâu, kéo bò gì vậy trơn, mà tôi kéo anh. Cái chuyện anh làm thì anh phải chịu, anh phải đi gặp người ta. Trời đất ơi, tôi có đi đâu đâu, tôi có trốn tránh ai đâu. Trời ơi, anh không trốn tránh thì mắc mớ gì. Anh kêu thằng Tấn nó giả bộ làm con của anh để lừa người ta, để người ta bỏ về. Thằng Tấn nó là trợ lý của tôi, nó là quân sư của tôi. Thành thử cái gì cái tôi muốn đi đâu đó thì nó phải dẫn đường, nó là liên lạc, nó phải đi trước. Nó coi tình hình coi sao, rồi nó về nó báo lại với tôi thì tôi đi. Không có nói nhiều. Bây giờ cho dù anh ngây gian thì tôi cũng cần biết. Không đi ra ngoài đó gặp người ta là tôi sẽ đại nghĩa diệt thân. Tôi kể hết cho nguyên một cái ấp này nghe, để coi mặt mũi anh còn để đâu cho được. À, cái đó bậy nha, cái đó bậy nha. Cô kể ra một cái đó, rồi tôi còn mặt mũi nào mà tôi nhìn bà con xóm làng ở đây đó. Mà đâu phải cái chuyện này, cái tôi không có làm. Chuyện nào tôi có làm thì tôi chịu. Trời. Giờ anh trốn tránh trách nhiệm đúng không? Tôi không có trốn, mà giờ cô buông tôi ra tôi đi. Cô nắm tay nắm chân kiểu này giữa đường giữa xá, lỡ mất dạy nào nó nhìn nó thấy. Rồi nó đồn nó nói tôi với cô là trai gái nắm tay nắm chân nó vô bụi hay gì. Trời, vô bụi vô lầm gì mới trong lầm trong bụi đi ra nè. Anh hay, tôi không có sợ mang tiếng không, mà tôi chỉ sợ là trời ơi. Sợ gì? Lỡ mà buông tay anh ra, anh chạy một cái tướng tôi như vậy tôi dí anh chắc kịp á. Tôi chạy đi đâu? Ai biết. Tôi làm trưởng ấp ở đây, không lẽ tôi chạy đi, tôi trốn rồi tôi bỏ dân tôi đây hay sao? Mà anh hay. Gì? Anh về góc qua đây cái coi. Anh sai nhầm tôi coi. Trời mẹ ơi. Quá trời quá đất rồi anh hai ơi. Không ngờ một cái ông già như anh. Một cái người lớn tuổi như anh. Nói chung là cũng bảnh bao, cũng được. Nhưng mà tại sao vậy? Mình có một người phụ nữ trẻ, một người yêu trẻ tuổi, mình phải yêu thương, trân trọng, chiều chuộng. Tại sao hất hủi người ta? Mình lớn tuổi rồi mình được cái đó là diễm phúc đó. Cô nói cái đó quan tôi. Quan như thị màu vậy đó cô Tư. Sao quan? Tôi từ nhỏ tới lớn tôi thề với cô đó, chưa bao giờ tôi hất hủi bất cứ một cái người phụ nữ nào hết. Thiệt hả? Tôi chỉ kiếm thêm thôi. Cái gì? Tôi nói thí dụ vậy đó, có thêm càng tốt, càng nhiều càng tốt, chứ không bao giờ tôi bỏ ai. Rồi để tôi loan tin cho nguyên cái ấp này biết. Cô loan tin là tôi tự giận. Tôi sẽ tự thiêu. Tôi chết bằng một cách nó cháy đen thui như cá lóc nướng chui. Thôi. Anh nói những cái lời nói mà tôi thấy nó khó chịu, nó cuồn cuộn sao á. Đi theo tôi, đi. Trời, cái chuyện gấp mà không có chịu bắt chuông gì, bắt máy gì hết trơn cái trời. Alo, Phong hả? Chú Ba đây, chú Ba trưởng ấp đây. Trưởng ấp cũ á, mà nhấn như cũ gì cho tao buồn mày. Nghe tao nói nè, mày báo cho mấy anh trong xã biết để mà đề phòng cái chuyện này nghe chưa. Ông Hai Thành á, ổng có vụ trai gái gì hồi á, công ty cũ á, bây giờ đó con nhỏ nó xuống đây kiếm ổng quậy tùm lum trong xã nè. Đó, như vậy đó ổng có xứng đáng làm trưởng ấp hay không? Tao thấy con nhỏ đó hình như là có chữa nữa đó. Không, tao không xác định được cái vụ đó. Tao thấy cái bụng nó mặc áo rộng rộng, cái bụng nó bự thôi, tao nghi thôi. Xét lại đi, con nhỏ xứng đáng làm trưởng ấp. Tiền này là sao? Ba tôi dặn là đưa cho chị á. Tôi không có cần tiền. Nhưng mà ba tôi dặn là phải đưa cái này cho chị, coi như là tiền xe cho chị về chợ anh đó. Tôi đã nói là tôi không có cần tiền của ổng. Chứ chị cần gì? Tôi muốn gặp anh Thành của tôi. Ba tôi không muốn gặp chị, bởi vậy mới kêu tôi qua đi gặp chị nè. Ủa, mắc cái gì mà không muốn gặp tôi? Ảnh đã nói với tôi những gì. Ảnh kêu tôi á là bất cứ khi nào khó khăn,
bất cứ khi nào có bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của tôi là tôi hãy tìm ảnh. Ảnh sẽ chia sẻ với tôi, ảnh sẽ tâm sự với tôi. Bây giờ là tôi đang rất là tâm trạng và tôi đang rất là cần người để tâm sự với tôi. Trời ơi, nhưng mà cái chuyện này tôi có biết gì đâu. Kêu tôi đưa cho chị thì chị làm ơn chị gầm giùm tôi đi, cho tôi xong nhiệm vụ của tôi về nữa. Thôi. Đi cô bỏ tôi ra đi làm cái gì? Anh đứng đây, mày đi lấy ghế cho chú ngồi. Dạ. Chú gì? Anh ngồi xuống. Chú hai. Dì ngồi không? Con lấy luôn cái gì? Chứ không lẽ bày ngồi tao đứng? Dạ anh xin lỗi, con biết đâu tại quán của dì con biết đâu. Ủa rồi bà nào đâu? Anh ngồi im đó đi. Con à? Dạ. Mình là phụ nữ. Dạ. Dì biết tâm trạng của con bây giờ nó cũng bất ổn lắm, nhưng mà mình cứ bình tĩnh, cái gì có gì giải quyết nha. Dạ. Không sao hết. Người tình của con đây, nói chuyện với ổng đi. Trời đất ơi. Hả? Chú, anh là anh Thành hả? Đúng rồi, tôi là Hai Thành nè. Ủa sao bây giờ anh già quá vậy? Trời đất ơi, ủa tôi gặp cô hồi nào mà bây giờ già mà trẻ gì nữa. Bởi vì tôi nói thiệt luôn á, anh á già mồm lẻo khẩu. Nghĩ làm sao vậy? Giả bộ coi như không quen không biết nhỏ. Còn con á cũng dở lắm, con hiểu không? Khi mà ở trên tỉnh á, thì sung sướng quá, về dưới đây nắng nhiều, gió nhiều, rồi thiên nhiên, rồi nói chung là có nhiều việc quá nên bị già, bị háp, con hiểu không? Thôi mệt cô quá à, để cô hỏi coi. Dạ. Mà cô là ai? Dạ, con. Cô nói cô quen tôi ở chỗ nào, ở đâu? Nói đi con. Dạ. Con không biết cái chú này gì rồi. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy con? Dạ con không có quen chú này thiệt. Trời đất ơi, đây không phải là người yêu cũ hả? Đây Hai Thành. Dạ đúng rồi. Người yêu con là Nguyễn Văn Thành. Đây. Dạ ảnh là giám đốc công ty bò sữa Vinabor chú, mà ảnh về hưu được 3 năm rồi. Vinabor nè. Tôi làm ở trên đó tôi có biết ông giám đốc nào mà tên Thành, Nguyễn Văn Thành đâu. Số kỳ vậy sao? Con có nhớ lộn không? Dạ không, con chắc chắn luôn. À đây, để con cho chú coi hình. Ông có chỉnh sửa thẩm mỹ gì không? Thẩm cái gì thẩm? Bà thù quá. Sửa là nó không nhìn ra. Đâu con cho gì coi coi. Dạ đây. Phải chi bê cho coi sớm mình nó xong rồi. Đó coi. Đó, coi đi. Ủa? Trời ơi. Cái này đâu vậy? Chú Hai đâu? Quỷ thần thiên địa ơi, cái thằng ôn dịch vật thằng này nó cũng là thằng Thành đó nè. Nha. Ủa thằng này mặt lá quắc kia, tôi đâu có quen này. Trời ơi, hồi làm công ty nó làm tài xế cho tôi. Ủa vậy chú, chú quen anh Thành hả? Sao mà không quen, tài xế tôi mà. Ủa nó làm cái gì? Dạ làm giám đốc công ty Vinabor. Ô nó xạo đang nó gạt cô đó. Chắc cái vụ này hồi đó quen với cô nè, rồi bị kỷ luật cho gì hú non rồi. Ủa mà nói nghe nè, thằng này nó tên Thành luôn hả? Tên Thành luôn. Trời đất ơi, vậy hú mấy năm rồi, 3 năm rồi. Nếu bây giờ cô cần gặp nó đó thì để tôi điện thoại lên công ty, tôi xin số điện thoại nó cho cô. Dạ thôi ạ. Không cần đâu chú. Tại vì con không nghĩ là ảnh lừa dối con, rồi ảnh gạt con. Bây giờ con không cần tìm ảnh nữa đâu. Con cảm ơn dì. Con cảm ơn chú. Cảm ơn em. Rồi bây giờ con làm sao? Dạ thôi. Con xin phép mọi người về trên thành phố. Dì dặn nè. Dạ. Mình là con gái, mai mốt mình quen ai mình phải coi chứng minh nhân dân đàng hoàng, chụp hình lại chứ không thôi lộn người. Bà nói nhiều quá, để cho người ta đi về đi. Kinh nghiệm mà, thôi về đi con. Dạ. Đi đường mạnh giỏi nha. Dạ, con chào cả nhà con. Dì tiễn con. Chị về cẩn thận nha chị. Thiệt tình tội nghiệp quá con gái mà. Mệt quá, tự nhiên ở đâu đổ thừa cho tôi. Cô quá xứng sai xứng xác không à. Thì ai biết đâu, thì cùng họ, cùng tên, rồi cùng đi cơ quan rồi làm chung, rồi ai biết. Rồi thấy nhỏ khóc quá chừng, tưởng ông lường gạt tình cảm người ta. Sao? Thấy không? Có cái thằng kia lường gạt, nói dốc nói láo, thì người ta tin. Còn tôi á, tôi nói thật, mà cô không có tin tôi. Thì anh biết rồi đó, cái lòng tin đâu phải là dễ có. Một khi chúng ta đánh mất nó rồi, không bao giờ lấy lại được, anh hiểu không? Tôi không có đánh mất lần nào. Con người tôi sống thật lắm, có làm sao tôi nói vậy. Còn nào không phải của tôi đâu nhận được. Alo. Gì nữa? Dì Hạnh. Hả hả? Tới trước cửa nhà rồi hả? Trời ơi. Rồi. Gì? Trời, Hạnh mới gọi con nè. Vụ gì con tao nó gọi mày gì? Dạ, có con bé nào đó có 20 mấy tuổi. Sao? Tới kiếm chú Hai. Nói là người yêu cũ luôn. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, tới trước cửa nhà rồi đó. Khùng hay sao vậy?
Trời ơi, ai biết được đâu, Hạnh mới gọi cho con nè. Hay quá ha, hay quá ha. Hai mươi mấy tuổi người yêu cũ dám quen nhỏ hồi lúc nhỏ mười mấy tuổi luôn nè. Cái này bóc lịch hay lâu nha. Mệt quá, đừng có khùng quá. Mày nói thiệt không? Tôi giết chết à, giết chết mấy thằng đó. Đó, giờ làm căng vậy? Con giỡn, con ghẹo chú Hai tí rồi làm căng vậy? Giỡn hết, dẫu giỡn hay sao? Tại tự nhiên kêu dắt người yêu cũ đưa tiền cho con. Trả tiền đây. Đưa 500 đây cho tôi. Tính ăn luôn hả? Tự nhiên ú gì đó. Mày riết rồi giống ba Chung quá à. Chuyên môn nha. Gặp tiền cũng ăn à. Lo. Dạ. Chú Hai. Ủa? Cũng dơ lắm.